Dạ vâng, gửi lời chào toàn thể em làm thợ bẫy thu rừng trên mọi miền Tổ quốc. Thì hôm nay em lại tiếp tục làm một cái video để giới thiệu cho anh em là 5 cái mẫu cảm kiềm nhà em đang cung cấp ngoài thị trường và cái mẫu dây phanh. Thì em cũng giới thiệu ở cái đầu video này là nhà em chuyên cung cấp đầy đủ tất cả những cái mẫu cảm kiềm từ cái mẫu số 9 đến mẫu số 33, 9 này, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25 và 33. Anh em mà có nhu cầu thì anh em có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại đây 0926611998. Số điện thoại này có cả Zalo nhé. Anh em mà quan tâm thì anh em có thể kết bạn Zalo thì để em sẽ tư vấn thêm. Và em cũng giới thiệu là ở cái chương trình ở trong cái tháng 11 này là khi mà anh em mua tất cả các mẫu gặm kiềm này em vẫn đều tặng cho anh em là bàn đạp nhé. Tặng cho anh em bàn đạp là anh em về anh em chỉ việc đánh thôi. Và anh em mua thêm cái dây phanh xe đạp. Mua thêm dây phanh xe đạp. Không để mất thời gian lâu của anh em thì em sẽ giới thiệu sơ qua về 5 cái mẫu cảm kiềm này phù hợp cho anh em là đánh từ chuột đến chồn, đánh những con thú rừng. Thì em sẽ báo giá phần cuối video nhé. Anh em mà quan tâm thì anh em hãy xem hết cái video này thì em sẽ báo giá trực tiếp luôn về 5 cái mẫu cảm này. Thì cái mẫu cảm thứ nhất mà em muốn giới thiệu cho anh em là cái mẫu cảm bẫy chuột đồng này. Để anh em thấy, em sẽ chỉnh máy quay một chút. Anh em thấy này, răng rất là khít nhé, 10 cái như một. Và cạn rất là bóng anh nha. Cái này thì cũng giới thiệu cho anh em là những cái mẫu cạn nhà em thì chỉ cung cấp loại một thôi. Để đảm bảo cho anh em là nguyên liệu chính làm nên cái sản phẩm này là được làm thép lá 100%, không pha tạp nhé. Cái loại 2, loại 3 thì nó pha gang rất là nhiều thì nó rất là nhanh hỏng anh em ạ. Nhưng mà anh em sử dụng mua cái loại bột này, giá tiền nó cao hơn một chút nhưng mà anh em sử dụng nó rất là bền. Răng rất là khít, bàn đạp, dạng đột nhé. Cái này thì phù hợp cho anh em là bẫy chuột đồng hoặc là chuột nhà khoảng 1 kg đổ xuống. Anh em sử dụng cái mẫu cảm chín này. Mùa này là anh em sử dụng cái mẫu cảm chín này rất là nhiều. Ngoài ra là đến cái mẫu cảm thứ hai là cái mẫu cảm số 12 cm. Khi mà anh em mua này em sẽ đều tặng cho anh em là bàn đạp như này. Anh em về anh em chỉ phải đánh thôi nhé. Cảm 12 cm. Anh em thấy răng cũng rất là khít, cảm rất là dày này. Cái mẫu cạm 12 này thì phù hợp cho anh em mà đánh những con thú từ 1 đến 3 thí. Còn nào về đến cái mẫu cạm số 14. 14 này thì được anh em tin tưởng rất là nhiều. Tại vì cái cạm 14 này nó phải độ dày của nó phải bằng cái loại cạm số 18. Rất là dày dặn. Và cái này thì anh em phù hợp đánh được những con thú từ 2 đến 5 kg. Kể cả như 1 kg anh em vẫn đánh bình thường. Răng rất là khít. Anh em thấy về chất lượng cạm rất là dày nha. Ở đây thì từ cái mẫu cạm 12 thì nó có cái lỗ sỏi dây thắng thì anh em mua thêm cái dây thắng, dây phanh xe đạp thì em báo giá luôn là 2.000 đồng một cái. Báo giá trực tiếp luôn cho anh em. Về cái mẫu cạm số 14 thì phù hợp cho anh em mà đánh những con thú từ 1 đến 5 kg nhá. 1 đến 5 kg là anh em đều đánh được. Còn nào về cái mẫu cạm số 16. Mẫu cạm số 16 đây thì anh em phù hợp cho anh em mà đánh những con thú từ 2, 3 đến 7, 6 kg. Thì anh em đánh như bình thường, răng cũng rất là khít và chất lượng cạm cũng rất là dày. Và khi mà anh em mua thì em đều tặng cho anh em là trong cái tháng 11 dương lịch của 2022 này, em đều tặng cho anh em là cái bàn đạp là anh em về anh em chỉ được sử dụng thôi. Nhắc lại một lần nữa cho anh em đỡ nhầm. Còn là về cái mẫu cạm cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh em là cái mẫu cạm số 18 cm, phù hợp cho anh em đánh những con thú to từ khoảng tầm 4-5 cân đến 10 cân là anh em sử dụng cái mẫu cạm số 18 cm này. Chất lượng cạm anh em thấy rất là dày. Dày này thì nó mới ghim được vào chân con thú ấy, thì nó không bao giờ bị sổng được. Đấy là về cái 5 cái mẫu cạm mà em muốn giới thiệu cho anh em ngày hôm nay. Ngoài ra dây thắng này, dây phanh xe đạp này thì em cũng giới thiệu là 2.000 đồng một cái dây phanh xe đạp. Còn về cái mẫu cạm số 20, 22 và 25, 33 thì để video sau thì em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em. Video này thì em chỉ giới thiệu cho anh em là 5 cái mẫu cạm này thôi. Anh em mà có nhu cầu mua, anh em alo trực tiếp cho em qua số điện thoại đây. Còn nào bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video lần sau.